rồi nhụt vào như tập là rồi sao nó mà nhưng mà nó xiết tao tao xiết từ lần nó do thế nhưng là chúng nó tội như tôi tụi nhỏ mẹ ấy thì cho tổ rồi. À, chú chờ thế chị cho biết tụi nó thế là những người rau mày cho lên nó kia đây. Thế thì mình nhớ mẹ ấy thì mẹ thêm mà thật thi đấu đó nó ha. Tớ mò y y vị nó. Ủa chị nhận chỗ kia nó sẽ chị sáng đầu nó như chị nhỏ ở nhà bị chắc hay nó như chị nhỏ ở nhọn đây cho mà như tập lâu lâu rất mà cho nó sẽ như thế tụi mình nhọn thôi tụi mình mẹ ấy lúc tụi mình nhọn ô thế tụi ta khi có trong ra rau nhiều sự chế nhiều đình đừ lâu hơn đồ nó dễ mặt chỉ riêng để cái lẻ nhá nên để cho nó từ đưa ra sẽ là hà đây là từ phơ như thế chờ nào mà chỉ một cú đó giờ cái tiền nhá sẽ thêm thật tế đây như thế chờ nào mà chỉ một cú tôi đưa đưa sẽ đã tập phơi mà tập mọc tôi tự mình nhổ phơi mình nhổ xíu mẹ ấy vậy nó tôi ăn thì nó sẽ mà đi mà hết chén này phơi ra từ nó thế ít tuổi nhóc bố bể tuổi nhóc bể kinh gấu bố bể u bể phơi đấy tụi nó ăn xong nhung đau nữa tụi nó bể giờ cái bể xong kì chờ lúc cháu lên tụ ra chế mua à bể xong kì nữa tụi nó ở trong tôi thì là thay hơn cái xe đó để đi đấy cái chở nó dù chở những tí chở những chiếc tàu cũ nhưng mà nó còn đồ thế đấy thằng thay ra cầu xa cầu gì tôi đó tôi mới mẹ ai nhỏ dùng đấy phải nhiều chỉ một cú rồi phải nhiều lo từ lo mà giờ ở chúng đâu là rất lo đến nay giờ nhiều thế chấm rồi nên cho xin xin trổ rồi nhà chấm muốn trổ thế mà u lo
你得起来点心着就拿得了哎，那么个家乡都用了的，你个屋这个心着哦，好么顶个的就心着，像个的笑笑哈，都当了心着么顶的点，可是风着大，太起来是有呢。你有得起来就么顾点用了的，你要 OK 是要得呢，个地是来呀的，你能自己找你也是。cho tới giờ rồi nó chế nên nó thì là xin rồi nhưng tới chờ nó thì chỉ một cú chế xin rồi chế trong nên nó ra khó quá xa à mà giờ trên khu tiến độc tả ở từ nó chế tôi sẽ đá được tôi tích sống như thế nào tất nhiên tôi sẽ đá nó chỉ tôi sẽ phát xì trên đây rồi trên đây đua chỉ phát lâu chỉ lũ rồi lực chỉ nó lo chỉ nó lo trên đây để nó chỉ lần nữa lần lại giờ chỉ cho hàng đi một ta mà kinh tinh tung tinh tung tinh tung tinh tung thế rồi một ta thì chỉ nhóm ít tù thế thôi để mỏng nó rốt ta làm cái gì mua đấy đang cái sinh đồ rất là nó mới tỉnh cha rồi chỉ cần cả hố vả đồ để như thế chờ ra chị chỉ một cú chị sinh đồ là thế chị giờ chờ chỉnh trai nữa sinh đồ nó thế mà chỉ một tụt trộm mỏ này đó sinh đồ sinh đồ sinh đồ sẽ xa chị nhẹ sau nhẹ thế nào một cú nó là chỉ đầu sinh đầu to mà chỉnh cái tiêu cho nó mang cái tít sai cái gì là nhớ mà xin lỗi nó thôi nhé như thế chỉnh nó sinh đầu nó thích à từ lúc giờ xíu rồi từ lúc bắt đầu giờ xíu rồi ui yo chỉnh nhông rồi đó xin chào hàng tiệt tiệt rồi, đi đi tung tung rồi, xin chào tiệt tiệt rồi, đi tung chính xe tiệt rồi. Cú chỉnh xe đi ó, cú yêu thích cú chỉnh xe nhiều thế rồi, cú lại yêu thích cú chỉnh nhiều cơ thế rồi chứ, mỗi xin đồ là chú chú yêu có tờ giấy ở bên chỗ vậy cũng chạy đấy đấy. Nếu chết chờ ra chè xin đồ vậy xin đồ lên nọ thế, chỉ mua cú chè, chú lên nọ hết chưa? Nó mà chỉ gỡ ở xì đó để xin rồi thì tiền rồi tin tin tung tung đi tin tung rồi này ai chỉ mà cú chạy bì bì bùng bùng thế
ຈໍລະຕະລອນລະນະເຊມາລະມາລະກໍຮູ້ມາລະປໍຈົງຊົວຊະນໍາລະຈິກາຍໍຕໍາຫໍເລຫິນຍໍລະເຈນເດລູຄະຕົງເກສມາຊິຕິເທລໍເລ ที่ที่ตรงตรงเลยอุ้ยยูเด็กๆปัดเต้ายามาทุกการทุกการงูสิทำแต่ก็เยอะทำแต่ก็เยอะเลยจะจุดเดียวชิ้นตรงกันเดียว chỉ một cú chạy đi trên thân đồng xin đồng để tật tạ đấy xin đồng cái gãy tôi suy cái cho tôi bắt tối cho sáng đã phát lâu rồi nha nhưng chế lũ ra cho nên suy tật liền thế chờ ra chạy trong lên nó rất chờ chỉ một khẩu bi bi phong phong ấy có và cũng chính chia đấy nè thế chờ nó chị cho xin đồ lên nó sẽ chờ tiêu lò theo nên nó bằng cái chỉ dao oxy đấy người xin đồ thì tiền đấy nè xin đồ đấy tạ đấy u nó có tiền là thì nó chỗ đấy nè chỗ cái này khó quá xin chào thầy từ chỉ nhông ít từ đi đó từ nào đây à ôi từ ôi yo ôi yo ai mê cho nên sư phật tử mê là cho nên chắc sư rồi rồi nào mình đi chỗ là cáp bùa thì nó ok và chỗ này nhưng xin đồ tết chơi nó gì trong nó sẽ là giờ phun gì đó